Hello, xin chào mọi người, mình là Việt Vlog. Dạo này lướt TikTok, thấy ai cũng review về món hàng thần kỳ này, cho nên hôm nay mình quyết định đặt để review cho các bạn xem. Mình xem trên review thì thấy mọi người lau trên tường những cái vết dơ rồi á, thấy nó cũng hay hay. Cái này thì của Nhật Bản, còn tên gì thì mình cũng bó tay á, mình đọc không có được tiếng Nhật. Giấy mình mua thì tổng cộng ship luôn là 69 cành. Ở đây thấy nó cũng giống như những miếng shop bình thường, không hiểu sao lau được những vết dơ trên tường hay gì ta. Thì mình sẽ lau những vết dơ nhỏ này xem thử nó có re không. Cái này thì mình sẽ chế một xíu nước vô để cho dễ lau. Trời ơi, mọi người có thấy rõ không, lau tới đâu là đi tới đó luôn, sạch bông luôn nè. Giờ thì mình thử vết dơ này to hơn xem thử nó có re không. Trời ơi, không biết trong miếng sáp này nó có chất gì không nữa, sao mà lau cái cỡ này nó cũng re hết vậy. Đúng là miếng sáp thần thánh luôn á, sau này là để vất vả lau dọn rồi nè. Ok, bây giờ tóm gọn lại là miếng shop này là đúng như review nha mọi người. Rất là ok luôn. Nhớ cho mình một like và một tim nha.